À, câu chuyện nữa là hôm nay ông lái sang câu chuyện khác, ông lái sang câu chuyện khác, ông vu cho tôi dựng chuyện bịa đặt chuyện Lisa. À, các bác em sẽ mở ra cho các bác nghe. Cái câu chuyện thì là rằng bà ngày 25 tháng 12 năm 2023, hôm trước tôi nói nhầm là 2003 thì sai, nó xảy ra cái câu chuyện là ông Bình Phương, ông ấy bơm một cái thông tin độc khi mà nói những cái câu chuyện liên quan đến Lisa. Rồi bắt đầu ông ấy đi ngụy, về sau này tôi đặt vấn đề, hôm qua trước tôi đặt vấn đề ông nhảy sồ lên kênh Thằng Tạo, ông ấy nói là Lisa là phạm phiếp, à cái phạm cái phiếp tôi không quan trọng, cái vấn đề là cái thông tin ông đưa ra như thế nào nó có đúng không. À, thế bây giờ mọi người nghe cái này xong rồi là nghe tiếp em chia sẻ. nói chả quan tâm đâu, thế là xong nhá. Thế giờ đùng một phát á là ông bị ngãi ở trên cái like của ổng. Ổng mới nói rằng là tiền của ổng nhận á là từ bà Lisa nào đó nghe nói chả quan tâm đâu, thế là xong nhá. Thế giờ đùng một phát á là ông bị ngãi ở trên cái like của ổng. Ổng mới nói rằng là tiền của ổng nhận á là từ bà Lisa nào đó. Đó là cái câu mà tôi nghe được chính trên live con bị ngại. Ổng mới nói rằng là tiền của ổng nhận á là từ ngoại Lisa nào đó. Đó là cái câu mà tôi nghe được chính trên live con bị ngại. Cái này không phải là cái nhỡ mồm bon mồm và ông ngụy biện với tôi, và từ cái ngày ông biên ải ấy, ông ấy nói rằng tiền ông ấy nhận từ cái nguồn bà Lisa nào đó, phải không? Điều này tôi nghe được chính trên kênh của ông biên ải. Ông cãi đi ông Bình Phương thì tôi mới có cái câu chuyện thế này. Đó là Tết năm 2020 chuyển sang năm 2021, tôi bị đi mổ, tôi cần từng đồng từng hào một, tôi nằm ở bệnh viện đa khoa Lạng Sơn ấy. Lúc đầu tiên thì ông trung gian ông ấy gửi cho tôi một cái tin nhắn, ông bảo là anh gửi cho em cái số tài khoản để nhận tiền lì xì. Ok, thế nhá. Thế thì tôi thấy rất là lạ, thì tôi mới gọi điện. Trong quá trình trò chuyện thì bảo là có một chị khán giả ở Mỹ tên là Lisa gì đó rất là quý anh, muốn tặng anh 100 đô la rồi lì xì. Về sau lại bảo là lần thứ hai thì lại bảo là vấn đề là hỗ trợ là điều trị thế này thế kia. Tôi bảo có quan điểm là có cái hai cái, tôi nói hàng tỷ lần rồi, tôi không nhận tiền và tôi cũng chẳng, tôi báo cho hàng trung gian là tôi không nhận, và tôi tâm sự với mọi người với anh em ấy. Chính cái thời gian đấy tôi cũng nói, sau khi có một cái thằng ở bên Séc ấy, không biết có biết cái việc gì ấy, mà nó lại chứ nào nó mới bung cái câu chuyện này ra, tôi cũng nói thẳng và vô quan điểm vô công bất thụ lộc. Thời điểm này là thời điểm rất là tôi chịu rất là nhiều sức ép, từ dọa nạt là một, cho đến mua chuộc về view like là hai, phát triển kênh nổi bùng lên ba, để mà gì, để mà ủng hộ thằng Hùng. Nhưng tôi không khẳng định là cái nguồn tiền này bắn đến tôi ấy là làm cái vấn đề đó, bởi vì tôi có nhận đâu mà tôi cũng chẳng biết Lisa là ai, tôi chỉ nghe qua lời trung gian thì tôi nói là tôi đấy, nguyên văn là tên là chị Lisa gì đó. Ủa thì tôi nói ra cái câu chuyện đấy 3 năm trước rồi cơ mà, có phải đến bây giờ tôi mới bịa ra đâu hả ông Bình Phương? Hả? Ông nói có sách mách có chứng mà lại đến mức độ như thế này hả ông Bình Phương?
ông nghe tôi nói những cái câu chuyện tường thuật lại câu chuyện đấy, ông có hiểu không? Hiểu không ông Bình Phương? Vô công thì bất thụ lộc, cái gì? Nhưng tiền không phải của Lisa đúng không Biên Hải? Cái việc này thì không biết, tôi chỉ nghe qua lời trung gian nói là như thế thì tôi, nhưng mà tôi thứ nhất tôi giật mình hai khoản vô công bất thụ lộc, tôi nói thẳng thế. Bây giờ một, tôi chịu nhiều sức ép như thế thì mà là gì, rất là nhiều sức ép ở nhiều phía các phía ấy, thì lại bảo là tôi là để mà gì không đánh thằng Hùng, rồi là lại làm gì nhỉ, lại dụ dỗ, lại mua chuộc để ủng hộ nó thì có cái view, có cái like, có cái này, có cái phát triển kênh kia cái này, tôi từ chối hết, tôi không. Nhưng mà cái nguồn tiền này thì nó chưa đặt cái vấn đề đó, bởi vì tôi từ chối từ đầu thì tôi không biết là cái nguồn này có phải cái mục đích đó không, tôi không khẳng định. Nhưng quan điểm vô công bất thụ lộc, mà nếu như tôi ngoài là giáo viên ra ấy, tôi cũng có một cái công việc đặc thù khác, thấy không? Thế cho nên những cái việc này là việc là hết sức là nhạy cảm. Hơn ai hết thì tôi ý thức được rằng đây không phải là người ta, nếu như đã bập vào đồng tiền rồi ấy, giả sử như nếu như xảy ra một cái trường hợp nó bảo là tao là Việt Tân đây thì sao? Đây không phải nó mua một cái kênh YouTube mà nó mua một cái gì? Nó mua một cái gì? Tại sao tôi lại phải cầm cái bút phán quan tôi bôi vào, tôi bôi vào cái lý lịch của tôi là một, và bôi hẳn vào cái tương lai của con tôi là hai? Ủa? Cái chuyện này là có chứ. Tôi đề phòng xa, có cái gì là sai. Và tôi cũng gửi lời và thôi thì tôi cảm ơn chị ấy. Thế thôi. 3 năm trước nó công khai rồi cơ mà, ông Bình Phương. Và trong cái câu chuyện là khi mà ông gửi cho tôi cái tin nhắn, có cái hình ảnh chụp gì đấy của thằng Tạo ấy, rồi tôi cũng có nói chuyện với ông, bảo không, cái chuyện này thì nói thật ngày trước thì Biên Hải không phản ứng gì căng thẳng cả. Mình không nhận thì mình bảo mình không nhận, nhưng mà có cái điều là cũng có đả động đến, và một số cũng phải có một cái số tăng nhân khác nói đến cái câu chuyện là gì, cái đảng viên cộng sản. Thế thì có thằng là gần 12 giờ đêm gọi điện xin lỗi Biên Hải, và tôi rút kinh nghiệm lần sau thì đặt vấn đề này nó tế nhị hơn. Tôi có nói chuyện như thế với ông không, ông Bình Phương? Có không? Ông hoàn toàn biết câu chuyện này. 3 năm trước thì ông không biết, nhưng mà cái hôm mà ông gửi tin nhắn ấy, cái câu đầu tiên tôi nhắn tin cho ông là gì? Cụ gửi nhầm tin nhắn à? Ông kiểm tra lại Messenger đi, sau đó là gọi điện nói chuyện. Đúng không ông Bình Phương? Vậy thì bây giờ là ai bịa ra câu chuyện này? Hả ông Bình Phương? Ông khâu vá vào, ông bảo là tôi hợp thức hóa câu chuyện thằng Trần Phương chó nhìn ba sạo nói là cái nguồn tiền nhận ở nước ngoài. 3 năm trước tôi nói rồi, ai chẳng biết nguồn tiền đấy là từ nước ngoài. Nếu như xông qua cái lời mà trung gian nói với tôi cũng nói bô bô ấy. Thì thằng Trần Phương nó nói thế thì liên quan gì đến tôi? Và chính khi thằng Trần Phương nó nói ấy, tôi cũng gọi điện cho nó luôn. Tôi bảo mày, tao không biết rằng mày nói những cái câu chuyện này ra để mà dằn mặt ai, thì ông, nhưng mà vấn đề là đưa cái câu chuyện này ra ấy, mày lại còn chọc cả tên tao vào đây, rồi chắc chắn rồi đây những cái đầu óc vĩ đại ấy, nó sẽ xoay quanh tao, rồi nó sẽ đổ ra một cái âm mưu vô cùng lớn. Đương nhiên là ông Biên Hải là bạn của ông Ba Sạo, nhưng mà ông Ba Sạo lại bắt đầu là đi lôi ông Biên Hải là biến thành cái đầu quan công mà Tôn Quyền đem dâng bán ra cho Tào Tháo. Tôi nói rõ ràng cuối cùng diễn biến y về sau y như thế, nhưng mà tôi không ngờ rằng chính ông 5 lần 7 lượt nói rằng tôi bịa ra câu chuyện Lisa, và không có một Lisa nào hết.
Thế tai tôi nghe, tai ông nghe à? Hả? Ông nằm trong gầm giường nhà tôi đấy à, ông Bình Phương? Cái trình tư duy của ông cao đến thế à? Ông căn cứ vào đâu mà ông bảo tôi bịa? Bây giờ thì tôi mới cho mọi người xem nhá, xem thật sự. Cái sau cái cuộc điện thoại mà cái lúc ông trước khi tôi like ấy, tôi bảo ông Bình Phương ấy, buổi tối ấy, khoảng 11 giờ đấy ông ấy mới dậy ấy, ông ấy nói hàng tỷ lần trên không gian mạng và ông nói hàng tỷ lần với tôi ấy. Thì tôi mới bảo 11 giờ tôi like thì tôi phải gọi ông ấy trước. Và tôi nói rằng, cụ ơi, thông tin like của thông tin hôm nay về cái vấn đề tiền nong ly cha ly trước đối với cụ là cụ nói trên live của cụ hôm nay là sai nha, khoảng 2 giờ 3 phút 4 phút trên cái live của cụ ấy. À không, tôi cãi sơi sơi ngay lập tức. Tôi không bao giờ nói về cái câu chuyện là Lisa phạm Lisa viết gì với ông cả. Không, nếu mà tôi có nói như thế thì là do tôi lỡ lời thôi. Nếu mà tôi có nói đến là ông liên quan đến Lisa phạm thì tôi xin lỗi ông. Lúc ấy tôi rất là đanh giọng, tôi bảo không có vấn đề là Lisa phạm Lisa viết, Biên Hải không quan tâm. Nhưng vấn đề là Biên Hải không nhận tiền, không, mà cũng không biết Lisa là ai. Thì cụ lại nói rằng Biên Hải nhận tiền từ nguồn Lisa. Thế là từ phút 2 tiếng 4 phút. Và còn rất nhiều câu chuyện Biên Hải không hài lòng đâu. Bảo thế nếu mà có cái thông tin như thế thì tôi sẽ thì tôi xin lỗi ông nhá, tôi xin lỗi ông. À, ok, nếu mà cụ có thiện chí thì like sau cụ đính chính thông tin, còn bây giờ thì nhiệm vụ của Biên Hải thì Biên Hải nhận lời xin lỗi rồi thì Biên Hải lên làm không nặng lời nữa mà Biên Hải làm cái like đính chính thông tin. Thế thì tôi mới làm một cái like là có cái tên gọi là Biên Hải mua sẻng của cụ Bình Phương đúng vào 11 giờ đêm ngày 25 tháng 12 năm 2023. Thế là con cũng chấm dứt cái phần bình luận về cái lợi cái hại của mạng xã hội tại đây. Cái việc thứ hai, em tí cái chỗ này. Cái việc thứ hai nữa là con bây giờ thì báo cáo cụ Bình Phương là con tiến hành sửa cái sẻng của cụ. Con mua ủng hộ cụ nhưng mà cụ cứ là mồm nói tay làm đưa cho con cái sẻng kém chất lượng. Nói cho đúng hơn là hôm nay là con lên con đính chính những cái thông tin của cụ. Đây là cũng là cái việc làm cần thiết. Đây là cái việc làm cần thiết mà cũng không nhằm là công kích hay phản biện gì cụ cả. Trong cái live của cụ hôm nay ấy, có một vài chi tiết thì Biên Hải cho rằng nó chưa chính xác lắm. Cụ nói rằng cụ chính tai cụ nghe trên kênh ông Biên Hải nói là ông Biên Hải nhận tiền từ nguồn Lisa. Báo cáo cụ là Biên Hải bị thằng Đông Tà quấy rối, nói vấn đề này không dưới 5-6 lần. Thì là rằng mà Biên Hải không nhận tiền và đã báo cáo cơ quan chức năng. Cho nên là cái sẻng cầm trong tay Biên Hải thì Biên Hải không thể sử dụng được với cái hình dáng nguyên thủy mà cụ bán cho Biên Hải. Biên Hải sẽ sửa lại cái hình dáng nó như thế. Còn sau khi mua về nếu như mà cái sẻng này nó có sinh lời thì Biên Hải sẽ chào hàng bán cho một khách hàng nào đó mà Biên Hải lựa chọn. Chứ hàng của Biên Hải không phải là bán tự do đâu. Có cả kho đấy, nhưng mà vẫn nói là sản xuất có giới hạn. Đấy. Báo cáo cụ là như thế. Và trước khi là sửa những cái sẻng của cụ thì Biên Hải cũng đã có trao đổi với cụ và rất là may mắn cụ thừa nhận. Và cụ cũng bảo nếu mà như thế sai thì tôi xin lỗi.
Và cô thì nhà cháu cũng rất là mừng ở cái chỗ đấy. Hay là như vậy nha, các cụ các mợ xong nha. Có phải là buổi sáng cụ ấy nói là ông Biên Ải ấy, ông ấy bảo là ông nhận tiền từ nguồn bà Lisa nào đó. Hôm trước tôi có nói mà, cái bà Lisa nào đó thì đúng là bà Lisa nào đó, tôi nghe trung gian nói tôi đấy biết đó. Thế còn bảo tôi nhận tiền từ nguồn bà Lisa thì tôi không phải, tôi không nhận. Buổi sáng ông nói như thế, hơn 10 rưỡi, khoảng 10:40 này tôi gọi ông trao đổi, và tôi cố gắng là dùng những cái gì có thể để phải rút ngắn câu chuyện, không thì tôi không thể like được. Bởi vì có phải là lúc đấy ông tôi căng thẳng lên là ông muối mặt xin lỗi tôi không? Ban đầu ông cãi sơi sơi, xong rồi ông lại xuống nước, ông bảo nếu như tôi nói đến Lisa Phạm ấy thì tôi là nhỡ mồm tôi xin lỗi ông. Tôi bảo không, Lisa Phạm không quan trọng, không quan trọng nó phạm hay không phạm, vấn đề là ở 2 phút, à 2:03 phút 54 giây, cứ gọi là 2:04 phút đi, từ đấy trở ra cụ khẳng định nhận tiền từ nguồn Lisa. Tôi nghe được chính trên kênh của ông Biên Ải đấy thì mới là cái vấn đề. Thế là ô thế có như thế tôi nói thật thế là thì tôi xin lỗi ông. Thế là vội vội vàng vàng chủ động tắt máy đấy. Thì là toàn bộ cái câu chuyện này đấy là cái sẻng đấy. Tôi nghe nói được ấy thì tôi cũng bực mình ấy, nhưng mà người ta cứ xui tôi là chửi ông Bình Phương, nhưng mà bây giờ thực sự ra tôi thì chửi ông, tôi chửi nhau với ông Bình Phương thành ra tôi bằng ông ấy à, tôi không chửi nhau với ông Bình Phương không. Đấy, tôi chỉ trao đổi những cái vấn đề rõ ràng như thế thôi, nó chả có liên quan đến sai phạm nào hết. Đấy là một cái thứ hai là tôi không nhận tiền thì ông lại biến thành tôi nhận tiền, có phải là ông bịa ra không? Và cái vấn đề này nó 3 năm nay trên mạng xã hội nó có, và cái đợt đấy nói lên là tôi cũng công khai trên kênh của ông, à của tôi, ông nói đúng đấy. Ủa tôi đâu có nhận. Ông thứ nhất là ông thả thông tin xấu độc từ 2 tháng trước là tôi nhận tiền. Ông không đủ năng lực bán sẻng, cho nên là khi mà tôi rất là tôn trọng, nể ông, tôn trọng ông, cho nên là tôi không hề căng thẳng. Thực ra ấy, đối với một cái thằng YouTuber ấy, chỉ một chi tiết này nên tôi mới dựng lên mà tôi đăng đàn lên, tôi đăng đàn đăng like đăng view, tôi thông báo khắp thiên hạ rằng là hôm nay tôi sẽ xả cho ông Bình Phương một trận vì tôi đưa tin lão. Ôi ôi, view like của tôi lên đầy. Tôi còn tử tế chán đấy, tôi lên tôi trao đổi với ông một cách đàng hoàng xem cái thái độ của ông nào. Ông nhận rồi, ông xin muối mặt, ông xin lỗi tôi rồi, nhưng mà tôi vẫn nói đây, ông có đủ dũng cảm không? Tôi vẫn nói là cụ có tốt nhất thì cụ nên đính chính thông tin chứ. Thì vào cái live tới, đâu có dám. Nhưng mà lại đem tôi ra làm bảo chứng. Ôi giời, tôi ở đâu ấy thì tôi xin lỗi ngay, không tin hỏi ông Biên Ải đi. Hỏi với ông Biên Ải làm gì? Hỏi ông Biên Ải để làm cái gì? Thế tại sao lúc ấy ông không nói luôn cái mồm ông không nói ra rằng à tôi nói nhầm lẫn, bảo ông Biên, thực ra ông Biên Ải không nhận tiền, nhưng tôi lỡ lời tôi nói là nghe được chính trên kênh ông Biên Ải là ông Biên Ải nhận tiền từ nguồn bà Lisa. Giỏi nha, ông không hề có một cái câu đính chính nào, ông coi như là một cái lời xin lỗi xong ông ngắt tạch một cái này. Câu điện thoại, cái gì bất lợi cho ông cái ông trốn trốn trốn. Trốn như là chạch lẩn ao bùn ấy. Bây giờ đi ra dựng chuyện lên bảo Biên Ải nhận tiền trước. 2 tháng trước thì bảo Biên Ải nhận tiền. Thế trách thì tôi bán cho ông cái sẻng. Tôi đưa ra một cái chi tiết là tôi không bao giờ, ai cũng biết trên không gian mạng này tôi chưa bao giờ chửi ông Bình Phương. Một, tôi chưa bao giờ gọi ông Bình Phương là thằng. Đúng không? Tôi đã cố tình tôi nói là
Câu chuyện Lisa này ấy, có thằng nó phải gọi điện xin lỗi tôi ấy, lúc nửa đêm á. Đến câu thứ hai là ông Bình Phương biết nhá, nhá ông Bình Phương biết nhá, có thằng nó gọi điện cho tôi để xin lỗi tôi lúc 11:15 á. Hai cái này là hai cái điểm sáng để cho ông nhìn ra vấn đề. Ông thông báo cho mọi người và ông nói mãi với tôi là cái lịch của ông như thế, bây giờ ông còn giả vờ giả vịt, ông bảo ấy tôi còn không thèm nhớ cái giờ. Ngụy biện nó hơi hơi cao tay ông Bình Phương đấy, hình dáng cái sảng đấy. Cái câu trước nói câu sau xong lại khắc vỗ vào mồm mình. Ông đừng có nói cái câu chuyện là cái gì, nói cái từ rất là nhổ ra liếm lại. Có phải thế không ông Bình Phương? 11 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2022, 23 lúc tôi like đâu có ai gọi điện cho tôi, ông cũng có gọi đâu mà tôi cũng gọi. Ôi nửa đêm nó dựng ngược lên 11:15 nó gọi, nó dựng tôi dậy, nó dựng tôi dậy xin lỗi đi ông, 11 giờ ông mới dậy ông đi làm cú đêm. Ông bắt đầu đi lê la. Đúng không? Rất nhiều chuyện. Rất 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 nhiều chuyện. Thế là nhảy xô một cái lên kênh nhân tạo. Mình phải là cái gì? Mình là nhà một nhà phản biện, là một lá cờ đầu của phong trào đấu tranh phản biện nhé. Ông nổi tiếng đến mức cái độ là gì, sau 10 năm xây dựng hình ảnh của mình, 10 năm giữ vững cái ngọn cờ phản biện đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, cho đến đầu năm 2024 là thành quả lớn nhất của ông đã lôi ra được 5 thằng Việt gian, mà trong đó có 4 thằng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà. Thế sao cái trình độ phản biện của ông ở đâu? Ông không phản biện, ông né tránh tất cả các vấn đề của tôi nói, mà đến nỗi mà tôi nói đến cái câu chuyện cái sẻ một cái ông không chịu nổi, ông nhảy dựng ngược lên, lật ngược lại câu chuyện, bắt đầu dựng chuyện vu vạ.